sử nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải là một nam diễn viên Việt Nam sinh năm 1968. Hoàng Hải được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Minh trong bộ phim dài tập cảnh sát hình sự và anh thành công trong rất nhiều bộ phim khác khiến khán giả luôn phải nhớ đến anh. Thông tin hồ sơ lý lịch diễn viên Hoàng Hải Hoàng Hải sinh ngày 28 tháng 6 năm 1968 là một nam diễn viên Việt Nam. Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012 nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải có nguyên quán ở Đà Nẵng nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh sống và làm việc chủ yếu ở Đà Nẵng. Anh đã từng theo theo học và đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, anh về làm diễn viên cho nhà hát kịch Hà Nội. Anh đã được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Minh trong bộ phim giải tập Cảnh sát hình sự. Diễn viên Hoàng Hải còn nhận được giải cánh diều vàng dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai anh chàng tài xế tốt bụng trong phim Hà Nội. Năm 2005, anh được trao giải diễn viên truyền hình được yêu thích nhất với series phim đường đời. Trong những năm bao cấp, nghề diễn viên với đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống khó khăn. Diễn viên Hoàng Hải đã làm thêm nhiều nghề khác như lái xe tải trọng buôn nhiều mặt hàng từ Bắc vào Nam. Sau đó lại chuyển sang kinh doanh xe du lịch. Tích góp vốn liếng kha khá, anh mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Và bây giờ, anh trở thành giám đốc đại lý phân phối khu vực miền trung của hãng Toto, Nhật Bản. Năm 2013, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải thủ vai tướng Dinh, tướng Đinh Đức Thiện trong bộ phim Chiến tranh những người viết huyền thoại. Bộ phim này thành công rực rỡ với 6 giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải từng lái xe đường dài để kiếm sống. Hoàng Hải giữ được đam mê diễn xuất nhờ vợ và bốn con là hậu phương vững chắc. Hoàng Hải sống ở Đà Nẵng nhiều năm, anh nói chuyện rủ rỉ, nhẹ nhàng theo lối người miền Trung. Nhiều người khuyên anh chuyển về Hà Nội để tiện cho công việc nhưng anh không nỡ xa thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tôi thích ở một nơi yên bình, cạnh biển, rừng, sông và những người dân thân thiện, hiền hòa. Quê gốc bố tôi cũng ở Đà Nẵng. Hơn nữa, các con tôi đã lớn, tôi tránh để cuộc sống, việc học tập của các cháu bị xáo trộn. Ngoài ra, tôi điều hành một công ty 30 người ở đây, nghệ sĩ kể. Trước kia, bà xã anh làm giáo viên. Nhiều năm nay chị nghỉ ở nhà chăm sóc gia đình thay anh quán xuyến nhà cửa dạy dỗ con cái nghệ sĩ luôn cảm phục vợ bởi tính nết dịu dàng chịu thương chịu khó biết hy sinh vì gia đình hồi chưa cưới anh còn trẻ sôi sục nhiệt huyết với nghề anh nói với chị em phải suy nghĩ cẩn thận khi đến với anh anh đam mê và còn nhiều hoài bão với nghề diễn anh sợ sẽ không có nhiều thời gian dành cho em và gia đình sau thời gian suy nghĩ chị đồng ý đứng sau giúp chồng tề ra nội trợ sự tận tụy của vợ khiến tôi cảm kích, cũng là động lực giúp tôi tránh khỏi những cám dỗ trong nghề. Hơn 30 năm đóng phim, tôi luôn giữ chừng mực với mọi mối quan hệ, không vướng điều tiếng gì. Hoàng Hải tâm sự. Gia đình nghệ sĩ Hoàng Hải cuối thập niên 1990, lương ít ỏi, anh rời nhà hát kịch Hà Nội vào Đà Nẵng loay hoay với đủ nghề. Hoàng Hải học bạn bè buôn bán, thế nhưng buôn lợn lợn chết, buôn lạc với đỗ xanh thì gặp mưa bão, nảy mầm thành giá đỗ. Sau đó, anh chuyển qua lái xe đường dài, đánh hàng xuyên Bắc, Nam. Công việc căng thẳng nhưng có đồng ra đồng vào. Nghĩ lại quãng thời gian đó, nghệ sĩ mỉm cười vì nhiều kỷ niệm. Tôi không trách giận gì cái nghề mình chọn. Trái lại, tôi yêu nó tha thiết. Thế nhưng trong thời buổi khó khăn chung, ai cũng phải đứng trước những lựa chọn, nghệ sĩ Hoàng Hải bùi ngùi. Năm 2004, một số đạo diễn làm phim ở Đà Nẵng biết anh sống ở đó nên rủ dê. Máu là nghề trỗi dậy, anh tham gia phim Đường đời của đạo diễn Quốc Trọng, Trần Hoài sớm. Lúc đó, tôi chỉ định làm đúng phim đó rồi về lái xe tiếp. Thế nhưng thành công của phim kéo theo vô số lời mời khác, khiến tôi không dứt ra được, Hoàng Hải kể. Anh tự nhận xét cuộc đời mình có nét tương đồng với nhân vật Hải trong Đường đời, một thanh niên trải qua nhiều ngã rẽ vì áp lực kinh tế, cuối cùng đến với nghề thuốc. Ngoài Hải, Vai Minh trong cảnh sát hình sự cũng ghi đậm dấu ấn của anh. Đến nay khán giả vẫn gọi tôi là Minh hoặc Hải vì nhớ đến nhân vật. Hồi ấy, tôi mới ngoài 30, sức khỏe dồi dào và đam mê sôi sục. Nếu giờ cho diễn lại những vai trước kia, chưa chắc tôi đã làm hay. Tôi nghĩ ngoài tài năng, nỗ lực, mỗi nghệ sĩ cũng cần may mắn để có được một vài vai như vậy. Tuy nhiên, điều đó tạo áp lực cho các nhân vật khác của tôi, Hoàng Hải tâm sự. Nghệ sĩ từng chạnh lòng vì những vai diễn sau này của anh bị đánh giá mờ nhạt. Ở tuổi trung niên, Hoàng Hải chọn hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Năm 2013, anh vào vai tướng Đinh Đức Thiện trong phim điện ảnh đề tài chiến tranh Những Người Viết Huyền Thoại. Ở mảng truyền hình, anh đóng vai cơ, chủ tịch xã nửa chính nửa tà trong gia phả của đất. Với chạy trốn thanh xuân, anh đóng ông Hoài, người đàn ông bề ngoài đạo mạo nhưng sau lưng vợ con lại lén lút ngoại tình, gây ra nhiều sóng gió gia đình. Trong phim hình sự sắp lên sóng, mê cung, anh cạo chọc đầu, hóa thân ông trùng tôi vẫn đau đáu về một vai diễn ấn tượng và luôn cố gắng không ngừng vì khán giả hoàng hải trải lòng các phim hoàng hải tham gia cảnh sát hình sự ngược dòng cái chết cảnh sát hình sự nước mắt của mẹ cảnh sát hình sự truy đuổi tội phạm cảnh sát hình sự cái chết của con thiên nga cảnh sát hình sự kẻ giả danh cảnh sát hình sự bí mật hồ hang rắn cảnh sát hình sự hãy về với em cảnh sát hình sự từ đen đến trắng đường đời đồ vật lãng du làng ven hồ dòng sông phẳng lặng rắc phố hai người trở lại trung đoàn vết trời gió làng kinh Việt nắng cuối trời bí mật tam giác vàng giấc mơ hạnh phúc nơi trốn. Ta quay về gia phả của đất những người viết huyền thoại đường lên điện biên chạy trốn thanh xuân ngược chiều nước mắt mật danh rốc cơ đừng bắt em phải quên hồ sơ ca sấu mê cung mặt nạ gương sinh bốn con, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải phong vợ là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Diễn viên Hoàng Hải lưu tên bà xã trong danh bạ điện thoại như vậy để bày tỏ cảm kích trước sự vất vả, hy sinh của cô. Diễn viên Hoàng Hải tham gia Ngược chiều nước mắt. Anh sắp xếp công việc và gia đình ở Đà Nẵng như thế nào trước khi ra Hà Nội tham gia phim Ngược chiều nước mắt? Về phần gia đình, vợ tôi đã quen với việc chồng thường xuyên rong ruổi theo các đoàn làm phim. Trước khi cưới, tôi đã nói rõ với cô ấy rằng diễn xuất đối với tôi là nghiệp chứ không đơn thuần chỉ là nghề. Tôi yêu cầu vợ lựa chọn giữa một là chấp nhận việc tôi theo đuổi đam mê, hai là không đến với nhau nữa. Tôi nói với cô ấy rằng em hãy suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định nếu em đã đồng ý thì phải chấp nhận. Thái độ của tôi khi đó rất quyết liệt và để tùy cô ấy quyết định. Cuối cùng, vợ tôi đồng ý để tôi theo đuổi đam mê của mình. Anh làm gì để bù đắp cho vợ và gia đình sau thời gian đi đóng phim xa nhà? Khi ở nhà, tôi trở thành vợ. Tôi dành làm tất cả mọi việc trong gia đình thay cho cô ấy. Vợ chồng tôi có bốn đứa con, cháu lớn nhất năm nay đã 19 tuổi còn cháu nhỏ nhất mới lên 6 tuổi tôi hiểu vợ đã phải rất vất vả để chăm lo cho các con nên tôi đã lưu tên cô ấy ở trong danh bạ là bà mẹ việt nam anh hùng cười tôi nghĩ tình yêu là người này hy sinh cho người kia cái mà vợ tôi hy sinh là gánh vác mọi việc trong nhà khi tôi lao theo đam mê nghệ thuật tôi không chỉ quý trọng sự đảm đang chịu thương chịu khó mà còn vì nhiều thứ khác ở vợ về phần mình tôi sẵn sàng dành làm mọi việc nhà thay vợ nếu không phải đi làm phim thậm chí đã có lúc tôi tự kiềm hãm đam mê nghệ thuật của mình để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình Tuy nhiên đến lúc này, cô ấy lại là người chủ động động viên tôi tham gia các dự án hay. Mỗi khi được ngỏ lời mời đóng phim, tôi đều bàn bạc với vợ và cô ấy thường sẽ nói, "Em thấy dự án này hay đấy, anh tham gia đi. Chúng tôi đã sống với nhau 20 năm rồi nên có rất nhiều thứ để hiểu nhau. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là phải hiểu và thông cảm thì mới sống với nhau được." Vợ anh phản ứng ra sao khi xem các cảnh tình cảm của chồng trên phim? Cô ấy thường nói, "Nói chung là diễn những chỗ tình cảm đó chưa được đâu." Tôi thấy phản ứng đó rất thú vị và những lúc như vậy, tôi đều tự nhủ, mừng quá. Nếu bà ấy quay ra hỏi ông làm gì đấy, thì mới mạch cười. Nhiều lần tôi đi làm phim trong khi truyền hình đang chiếu một bộ phim khác mà tôi đã quay từ trước và trong đó cũng có cảnh tình cảm, yêu đương hoặc cảnh nóng. Bản thân vợ tôi vốn hiểu và thông cảm với công việc của chồng nhưng những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh khiến cô ấy bị ảnh hưởng. Nghe những lời trêu chọc đại loại như ôi, tối hôm qua tao nhìn thấy chồng mày thế này, thế kia trong khi chồng đi hun hút vì phải quay phim ở tận đầu tận đâu thì chắc chắn trong lòng cô ấy cũng có một chút ngợn. Tôi hiểu người phụ nữ nào chẳng có máu ghen. Có lần cô ấy thỏ thẻ với tôi, anh ơi, hay là anh bớt làm phim lại. Nghe như vậy, tôi hiểu ngay là có vấn đề gì đó nên hỏi lại em có lấn cấn gì trong lòng à? Thì cô ấy giải thích em không có lấn cấn gì nhưng bạn bè đến toàn trêu chọc. Anh làm cách nào để chuẩn bị tâm lý cho vợ về những cảnh quay tình cảm của mình trong phim? Trước khi cưới, tôi dẫn cô ấy đến trường quay để xem tôi làm phim như thế nào. Đó là một cảnh cực kỳ tình cảm diễn ra trên giường mà tôi đóng chung với chị Minh Hằng. Ở đó, cô ấy thấy xung quanh giường là chục người, đèn chiếu rất nóng trong khi hai bạn diễn hóa trang mồ hôi mồ kê nhễ nhại và phải tính trước từng cử chỉ hành động rồi tập đi tập lại suốt từ sáng đến trưa mới hoàn thành. Khi tôi hỏi cảm giác thế nào khi thấy tôi đóng cảnh nóng thì cô ấy chỉ nói một câu cũng vất vả đấy nhỉ. Lúc ấy tôi tự nhủ vậy là ổn rồi. Tôi biết rằng từ khi đó, cô ấy đã hiểu một phần về công việc của tôi